Để xem là cửa hàng bạn này có bộ nail nào đẹp không. À, bộ này cũng xinh. Bạn ơi, đây, quán nhà mình có khuyến mại bim bim. Trời Đấy, ơi. trong lúc làm cứ ăn đi, ăn thoải mái. Đây, để bên này mà ăn nhá. Ok, tớ cảm ơn. Này, sao Ok. mà chu đáo thế? Có gì đâu. Đây, cửa hàng tớ có mấy mẫu nail book làm sẵn đây rồi. Bạn thích Đây. mẫu nào thì cứ bảo tớ nhá. Còn nếu mà không thích thì cứ bảo tớ, tớ thiết kế cho. Ok, trời ơi, cô chủ á, khéo miệng thế. Để tớ xem nào. Ui, Đó. bộ này cũng đẹp này. Bộ đấy là hoa wow, vè sặc sỡ lắm ấy. Ê, đây vịt Donald hả? Đúng rồi, mẫu này là do tớ tự tay thiết kế. Khéo quá, còn đây là Theo nhà Peppa Peppa Pig Pig. này. Còn bên này? Bên này là chủ đề hoa cỏ mùa xuân. À, thế tính ra là cũng nhiều ấy chứ. Đây, nếu mà bạn thích gắn hoa cỏ mùa xuân giống như bên này thì tớ sẽ lấy hoa ở đây tớ gắn cho bạn nha. À, đây là hoa khô đúng không? Hoa Đúng khô rồi rồi. đá này. Cái này phải kim tuyến không bạn nhở? Kim tuyến đó. À, kim tuyến này sau khi làm xong mình rắc lên đúng không? Đúng rồi. Đây để tớ ngắm xem cái này đã nào. Ui, cái này cũng đẹp này. Đây, đây là một số hoa bột mà tớ nặn nè. Nếu mà bạn thích thì tớ sẽ nặn đắp trực tiếp lên tay cho bạn nhá. Nhưng mà kể ra tớ vẫn thích cái này này. Cái này tớ thấy đẹp này. Cái này hả? Bộ này đây để tớ mở ra cho bạn xem nhá. Bộ này kiểu nó có rất là nhiều họa tiết cô-te ấy. Sau rồi nhìn nó cũng sang chảnh nữa. Đây. Đây bạn ngắm đi, nếu mà thích thì làm. Ok, đây để tớ ngắm Nếu mà đã. bị rơi cái viên đá nào hay là gì ấy thì cứ ra đây tớ bảo hành cho nhá. À, bên bạn cũng bảo hành luôn. Có, nếu mà rơi đá này, rơi nơ hoặc là trang các kiểu thì ra đây tớ gắn miễn phí cho. À, rồi, ok. Ui, Đấy. rồi. Cô này là đẹp này bạn ơi. Đẹp không? Đây. Ôi dồi ôi, cái chú cá này xinh quá. Còn lấp lánh Ừ, đây. cái nơ nè. Ui đẹp nhở. Thôi, tôi chốt rồi, tôi làm bộ này. Bộ này cơ à? Ok. Thế bạn hộ tớ nha. Được. Đây. Bạn ơi, tớ thích cái chiều dài móng như thế này á, đừng có cắt nha. Ok, xong rồi đó. Tớ nhặt ra xong rồi, bạn thích không? Có chứ, ồ nhẹ hết cả tay luôn đấy. Ok, bây giờ tớ sẽ bắt đầu gắn móng lên cho bạn nhá. Ngón cái nè. Bao nhiêu Nào. bạn vịt luôn. Ôi, nhìn Ý. kìa, vừa với khuôn móng của tớ luôn. Đẹp nhờ? Tay bạn tớ đã bảo là lên móng đẹp cực luôn. Ngày trước tớ để móng dài hơn một tí á, để móng nó nhọn nhọn cũng đẹp đấy bạn. Đây, nhìn này. Đẹp Đẹp. quá. Đây, ngón ở giữa thì sẽ gắn cái móng có nơ nhá. Đó, ui, Ui, sáng luôn cả bàn tay luôn tớ chọn nè. cái bộ này công nhận hợp với tớ thật đấy bạn ạ. Hợp. Tí cái chú cá kia thì gắn bên tay kia à? Gắn tay kia nhá. Ôi, ngón út thì Đấy. hơi bé hơn rồi. Nhưng mà Thôi không cũng sao. được. Đây Đẹp này. đó. Đẹp 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 đẹp. Ok, tay này nào. Đây, tay này. Ngón cái thì tớ sẽ cho bạn cái ngón màu vàng. À, màu Ok. đỏ. Cho tớ cái chú cá kia đi. Chú cá hả? Đây, chú cá tớ sẽ dán ở ngón giữa nè. Còn giữ à? Ấy da, tay có cá vàng bơi, à cá hồng bơi. Đây, ngón này thì sẽ là màu xanh. Nổi bật nhất bàn luôn nè. Công nhận đấy. Đây. Món này thì còn Ok. có đá nữa luôn. Đấy, tớ đã bảo bộ này vừa đáng yêu mà lại vừa sang chảnh mà. Nào Đấy. cho xem. Đây. Wow. Đẹp đó, bạn có thích không? Có bạn ạ. Đây, bạn thấy không? Công nhận tớ chọn bộ này là đúng đúng không? Đẹp đấy nha. Tớ cũng thấy bộ này lên tay bạn hợp luôn. Giống như kiểu là sinh ra là dành cho tay bạn luôn. Cô chủ đúng là khéo miệng lại còn khéo cả tay đấy. À để tớ hơ. Bạn hơ đi, Đây. hơ cho khô thật là khô xong rồi tớ sẽ dưỡng viền cho bạn. Ok. Đây, làm mấy cái mẫu này cũng hơi bị lâu nên là tớ toàn làm sẵn trước thôi. Tại vì sẵn này mọi người chọn luôn cũng tiện đấy bạn ạ. Tớ cũng Đấy. thích kiểu chọn luôn như thế này nó nhanh nhá. Kiểu là ai mà bận rộn ấy thì chỉ cần đến đây dán chỉ cần 5-10 phút là xong rồi. Được rồi đấy bạn ơi. Đây 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 đó, bạn dưỡng viền cho tớ với. Ok. Móng tớ ở bên viền nó cũng hay bị khô bạn ạ. Thế á, đây, có cái nước dưỡng viền này vào á, tha hồ luôn. Đấy phải thế này thì móng kiểu cái chỗ đầu kia nó mới không bị khô được. Đây nữa. Đây, Ok, bên này sang một hộ tớ. bàn. Này, cái nơ kia cũng đẹp nhờ bạn nhờ. Cái nơ trắng này đúng không? đúng rồi. Nhiều người á thích nơ trắng thôi đó.
kiểu nhìn nó điệu điệu ấy bạn. Đấy, xong rồi đấy. Ừ, này bạn ơi, thế của tớ hết bao nhiêu? Này, cái cô chủ nail kia. Dạ, em chào chị ạ. Cô nhìn đôi móng của tôi đây này, nhìn thấy chưa? Tôi mới làm của cô mà tại sao bong hết đây rồi? À, em nhớ chị rồi. Có phải chị làm cách đây tầm 1 tháng rưỡi trước đúng không ạ? Đúng rồi, mới 1 tháng rưỡi thôi. Tôi về tôi bốc đất này, làm các kiểu mà bong hết sạch rồi, không còn gì nữa rồi đây này. Trời ơi chị ơi, làm 1 tháng rưỡi rồi. Nhưng mà đối với người nào mà không phải làm việc gì ấy thì còn giữ được chứ. Chị về chị bốc đất xong rồi chị giặt rũ thì nó bong là điều dễ hiểu chị ạ. Tôi không cần biết, bây giờ cô phải bảo hành cho tôi. Chứ bây giờ như thế này bong hết rồi đâu, mới có 1 tháng rưỡi. Ít ra cũng phải được 5-6 tháng chứ, 1 tháng rưỡi thì làm mấy gì. Chị ơi, quán nhà em 1 tháng rưỡi thì không còn bảo hành nữa đâu chị. Phải bảo hành cho tôi, thế cô có bảo hành cho tôi không? Không, tôi phốt bây giờ, tôi lấy điện thoại phốt bây giờ. Có bảo hành không? Ôi trời ơi, trời ơi, 1 tháng rưỡi rồi vẫn ra đòi bảo hành. Thế đây bạn ơi, có những vị khách á. Chị ơi, không bảo hành được đỡ đâu chị ơi. Chị ơi, em bảo này, em cũng dân làm móng thường xuyên đây này. Thực ra là 1 tháng rưỡi là lâu rồi đấy chị ạ. Chứ bây giờ tay chân mình làm đẹp lên lung linh nhưng mà về mình giặt rũ các kiểu thì nó cũng phải hỏng rồi, nó vào nước thì 1 tháng rưỡi thế là lâu rồi. Đúng rồi đấy chị ơi, tay mình mình giặt rũ này xong rồi vào nước thì móng hay bị bong lắm chị ạ. Đúng rồi đấy chị ơi, em đi làm ở đâu cũng thế mà, 1 tháng rưỡi không ai bảo hành đâu. Chứ chị còn lại bảo phốt thế kia thì thật. Thế tiệm em làm ăn cái gì nữa? Đúng rồi đấy chị ạ. Ôi giời ơi, cái cô kia nhá, cô là bạn của chủ tiệm nail đúng không, lại còn bênh nhau nữa à? Tôi không cần biết, 1 tháng rưỡi ấy, tôi làm ở chỗ khác tận 5-6 tháng cơ, chứ không phải 1 tháng rưỡi đâu nhá. Bây giờ bong hết sạch như thế này rồi, phải bảo hành cho tôi chứ. Ôi dồi ôi, ở đâu mà tận 5-6 tháng hả chị, có mà móng bê tông cốt thép à? Đúng rồi chị ơi, chị đi làm ở đâu 5-6 tháng thì chị đi làm hộ em cái chứ tiệm em á. Thế... 1 tháng rưỡi em không bảo hành được nữa đâu. Đúng rồi đấy, mà chị này... đừng làm khó tiệm em. Thôi chắc bạn ở đây bạn xử lý cái tình huống này đi nhá. À thế chuyển khoản nhá, chuyển khoản cái số điện thoại ngoài cửa đấy đúng không? Ok, mã QR ở đấy đấy. Thôi em chào chị nhá. Cảm ơn nhá, hôm sau này đến ủng hộ nhá. Thôi cô kia đi về đi. Thôi. Chị đừng đuổi khách em như thế. Tôi có đuổi đâu, mà thôi tóm lại là bây giờ bảo hành cho tôi đi. Em đã bảo là em không bảo hành được. Thế có bảo hành không? Thôi cứ làm cho tôi bộ móng khác đi, xong rồi tôi chịu nửa tiền cho. Nửa tiền. Thế có làm không nào? Thôi bây giờ. Đây, em có mấy cái mẫu này, chị chọn mẫu nào đi giúp em. Chứ đây. Xem mẫu nào mà đẹp nhất ở cửa hàng này thì làm cho tôi luôn đi. Đằng nào tôi chả phải chịu nửa tiền cơ mà. Thôi được rồi chị ơi, em cũng cố làm cho chị vậy. Chứ tiệm em mà 1 tháng gặp mấy vị khách như chị thì chắc nào. Là em cũng đóng tiệm sớm. Chị đi làm mấy quán bên kia nó tận 3-4 tháng cơ mà em. Vâng, làm gì có đây. Tiệm nào tận 3-4 tháng đâu. Em nhìn xem, cái móng tay đẹp như thế này cơ mà. Cái màu hồng nha chị nha. Ok, cái màu gì cũng được. Hợp với cái bộ của chị đấy. Đây, lần này em cho keo vào móng của chị chắc chắn luôn ấy. Nhắn cẩn thận nào. Vâng, em biết rồi, em cũng không muốn bị đền lần thứ hai nữa đâu. À, đấy, chị thấy đẹp rồi đấy. Nào chị để như thế này em xem. Đây. À, cũng được. Hài hòa rồi. Chị nhìn cũng đẹp đấy. Vâng. À, chị có muốn đính thêm trang với lại hoa lên trên đấy không? Đính thêm trang á? Vâng. Có thể đính cho chị đi. Vâng, ok. Thế em đính cho chị nhá, nhưng mà em nói trước là đính những cái này thì nó sẽ không được lâu đâu. Tại vì những cái này thì nó sẽ bị nổi cộm lên trên cái bề mặt móng này. Xong rồi, ví dụ như là buộc tóc thôi cũng bị vướng vào đấy chị ơi. Giống như mình bốc đất thì nó cũng bị bong hết nhỉ. Ôi dồi ôi, bốc đất thì em không cần phải nói nữa luôn chị ơi. Thế thôi không cần đâu. Cứ như thế này được lâu được, 5-6 tháng là được, không cần phải được nhiều. 5-6 tháng thì nếu mà chị bị bong ra ấy, chị giữ lại những cái móng này thì ra đây em dán miễn phí cho chị nhá. Ôi giời em ơi, chị đi bốc đất như thế này ấy, bong khi nào cũng về nhà còn độc cái móng không thôi chứ làm sao mà biết được. Vâng, thế thôi, lần này em cho nhiều keo rồi đấy, chị 5-6 tháng thì vâng được cho ạ. Cho nhiều keo rồi hả? Vâng. Được rồi, 5-6 tháng cho chị lại ra bảo hành lại nhá. Vâng. Thôi chị cảm ơn nhá. Vâng ạ. Thôi tí chị chuyển khoản cho nhá. Nửa số tiền hay là thôi miễn phí à em? À không, nửa là em đã lố lắm rồi đấy chị ơi. Thế được rồi, để tí chị chuyển thôi nhá. Vâng ạ, em cảm ơn nhá. Ôi dồi ôi.
khách khách oái oăm. Làm bộ móng mà đòi được 5-6 tháng thì mình cũng dẹp tiệm sớm rồi.